Chào tháng tư, mọi người đừng có ăn cá mồng một, kẻo lại lắc lư mấy ngày. Mình ơi, cho tôi hỏi câu này. Việc gì đầy ra, không phụ giúp người ta làm lại còn hỏi với han. Hỏi gì hỏi luôn đi để người ta còn làm. Tôi đố mình, trong hàng trăm hàng ngàn loại cá trên đời, loại cá nào lại không thể sơi vào mồm? Mỗi năm lại chỉ có một hôm. Cá gì không thể sơi vào mồm? A. Cá giếc ở đuống. Úi giời. Đấy là cá tháng tư. Anh làm cái trò gì đấy? Anh họ hàng nhà Tôn Ngộ Không chỉ thích hái đào. Đào ơi cho ta hái tí nhé. Anh bỏ ngay cái hành động thô lỗ ấy đi. Người ta vẫn bảo là lời nói phải đi đôi với hành động. Mồm anh thích hát, còn tay lại khoái bát ngát bao la. Anh đừng có mà vớ vẩn không là em la lên bây giờ đây. La đi. Anh không phải thách em. Em la luôn đấy. La 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 la. Là thế thì sợ quá rồi. Làng nước ơi cứu tôi với. Thanh niên thanh hòn bây giờ bạo dạn quá. Giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ dồn nhau như gà ấy. Mày không cho ông hái hôm nào ông hái trộm. Nhặt được của rơi xin mời đút túi. Mình mà đi thi nhanh như chớp, kiểu gì chả có giải. Bàn tay của mình nhanh thế cơ mà. Này cô ốc ơi, có chuyện gì hay sao mà hớt ha hớt hải thế? Cụ đấy à, cháu vừa trên tỉnh về, ra cánh đồng hóng mát, gặp cái nhà anh Ngao đi chăn bò trêu ghẹo, cứ đòi hái đào của cháu. Tay cái thằng đấy là hư lắm. Ở thôn này bao nhiêu đứa con gái nhão hết bánh đúc vì nó đấy. Mà cụ đi đâu thế này? Nói ra thì ngại quá. Tôi ra trạm xá đặt vòng. Cái lão nhà tôi cứ bắt đẻ. Ồ thôi bỏ mẹ rồi. Có mấy đồng lại rơi đâu rồi? Tiên sư bố vạn đời, thằng già con trẻ, thằng trẻ con già, thằng đầu bạc đến kẻ đầu xanh, đứa nào bắt gà của tao thì nhanh nhanh trả về, đừng để tao lộn mề thì không xong. Vạn đời vạn kiếp chúng mày. Này cô kia, vạn đời vạn kiếp nhà tôi động chạm gì tới cô mà cô bới lên hả? Ai bới gì nhà bác đâu, em chỉ đang hát cho cái kẻ nào bắt gà nhà em nghe thôi. Tôi có bắt gà nhà cô đâu mà cô cứ chõ mồm vào chửi ông ổng, khác nào cô đổ sống cho tôi. Em chả đổ sống cho ai cả, ai có tật thì tự giật mình thôi. Con gà nó ở nhà tao nó là ngọc là vàng, về nhà chúng mày là cua càng đỏ nanh, ăn vào nó banh họng phanh diều chúng mày ra. Khổ lắm cơ, mất thì thôi, có bắt tận tay, day tận trán người ta đâu mà chanh chua thế hả? Chanh chua đâu, người ta ngọt ngào nhẹ nhàng thế lại bảo chanh chua. Khổ lắm cơ chú ạ, à. Tôi có được cọng lông gà nào của cô ấy đâu mà cứ chửi xa xả. Chanh chua quá. Em chả biết thế nào là chanh chua cả, khoái thì cứ gào lên cho sướng cái mồm thôi. Khoái cái mồm cô, nhưng mà lại khổ cái lỗ tai người khác. Bán anh em xa mua láng giềng gần. Đừng vì con gà mà mất dần tình thân đi về. Người ta lành hiền thế lại bảo chanh chua. Đúng rồi, mình lành hiền quá mà. Ăn cái đậu đi cho hạ hỏa. Nè. Chu đáo thế. Nào thì ăn cho mát ruột.
Ừ. Chưa biết chanh chua thế nào thì bây giờ biết chưa? Anh lừa em. Lừa đâu, cá tháng tư. Bàn tay này mình vớ được cái gì là phải quờ luôn. Tiền ơi, mày ở đâu Tiền ơi? Này chú Ngao, chú có nhặt được tờ 2 lít của tôi không đây? 2 lít à? Không, có thấy 2 lít 2 lạng gì đâu. Từ nãy tới giờ tôi thấy mỗi chú đi qua đây, chẳng chú nhặt được thì ai? Thôi chẳng trả thì tôi phải chịu. Này anh Ngao ơi, anh có nhặt được của cụ ấy thì trả cho cụ ấy đi. Người ta già rồi có kiếm gì được ra tiền đâu. Đã bảo là không nhặt được là không nhặt được. Việc của cô à? To quá. Ôi giời ơi, to quá. Con này chắc là cũng phải cả Yến đây. Cái gì thế cô? Tôi thấy con cá nó bơi dưới này to lắm. Chú xê ra đi. Con cá này là của tôi. Bơ vẩn. Cái hồ này là của nhà tôi đấu thầu rồi. Cá của tôi. Của tôi, cá của tôi. Cá Ôi nào của giời nhà ơi, cái gì bà? đây? Ôi giời ơi. Cái hồ này là thuộc đất của cả làng. Nhà anh đấu thầu bao giờ? Nhà tôi đấu thầu lại phải trình bày với cô à? Cá là phải vào tay tôi. Ai da, bà kia bà lừa tôi. Cái này mà bà bảo là cá à? Ôi trời ơi, ai da. Thì đúng cá mà. Cá tháng tư đây. Tham thì thơm.